Sau Nhật xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng máy rửa bát phục vụ các bác nhé. Chưa khi nào máy rửa bát rẻ như đợt này đâu ạ. Kể cả vào mùa đông máy rửa bát cũng giá rất là tốt. Ở đây là một cái con TR3 của Panasonic thì các bác này, hình thức đã làm rất là đẹp rồi nhé. Hình thức đẹp trong ngoài, mọi thứ sáng sủa, phục vụ các bác. Đấy, giá thành thì con này em bán có 3,4 triệu thôi, bảo hành 12 tháng tất cả các lỗi. Đấy, trong một tháng đầu mà các bác mua mà chẳng may có vấn đề gì thì bên em chịu tất cả các cái chi phí vận chuyển cho các bác nhé. Đấy, còn chi phí vận chuyển rồi đổi máy khác cho các bác luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ mà bảo lỗi thì gần như là không có đâu ạ. Đấy, em cứ nói như vậy để nhiều bác còn lăn tăn thì các bác yên tâm thôi. Còn tỷ lệ máy rửa bát nó rất là lành. Đấy, không có lỗi lầm gì đâu. Một chiếc máy rửa bát TR3 Panasonic còn rất là đẹp. Bảo hành 12 tháng răng chỉ và thứ còn rất là sạch đẹp các bác nhé. TR3 5678 3567 thì hình thức giống hệt nhau luôn, không khác gì cả. Chỉ khác nhau về cái năm sản xuất thôi. Đây. Chiếc này xếp là 12 cái bát con, mỗi hàng là 6 cái, 6 cái cốc. Đây. 6 đến 8 cái đĩa, đũa thì bát ô tô, bát nhỡ, khay để bột rửa, tay phun. Đây. Các chức năng rửa với nước nóng 80 độ C các nhá. Eco Navi hẹn giờ, thời gian sấy, nên chu trình rửa. Đây. Chiếc máy rất là đẹp. Con này được sản xuất năm 2011. Lưng con này bên này rất là mới nhé, đẹp. Còn con máy khá là xuất sắc đấy. Giá 3,4 triệu bảo hành 12 tháng chưa phí vận chuyển, chưa có Việt Nam. Việt Nam bác nào chưa có mua riêng là 500.000 các bác nhé. Mà con máy đẹp, các bác nào lấy các bác liên hệ. Chạy nồm ẩm này, các bác ăn cơm xong của máy rửa bát mình rửa hoàn toàn bằng nước nóng, rửa xong lại sấy khô diệt khuẩn, nó rất là hợp vệ sinh. Đấy, rất là sạch sẽ, không sợ nó mốc đâu ạ. Chào các bác.